Thủ tướng Malaysia cảm ơn Việt Nam giúp tìm máy bay bị mất tích. Thủ tướng Malaysia bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Việt Nam trong những ngày đầu tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 4 tháng 4, ông Najib Razak nói, ông cảm kích trước việc Việt Nam huy động tài lực, nhân lực và chia sẻ thông tin liên quan đến phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích từ ngày 8 tháng 3 năm 2014. Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh là nước ông sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất liên lạc khi đang trên đường tiến vào không phận Việt Nam, chở theo 239 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn hướng tới Bắc Kinh. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam lần này, nhà lãnh đạo Malaysia đã ký một thỏa thuận về nông nghiệp với Việt Nam và thảo luận về các vấn đề thương mại đầu tư tại khu vực Biển Đông, nơi cả hai quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền. Malaysia là nhà đầu tư lớn hàng thứ 8 tại Việt Nam. Mậu dịch song phương đạt 9 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái, tăng hơn 14% so với năm trước.